thì tôi là người dẫn dắt buổi thảo trực tuyến của ngày hôm nay với chủ đề là ứng dụng công nghệ 4.0 trong thiết kế showroom và phòng trải nghiệm khách hàng. Tôi xin phép giới thiệu về công ty của chúng tôi, Tùng Việt Communication, tư và thiết bị công nghệ tương tác, hiển thị hình và chất lượng tại Việt Nam, đã có hơn kinh nghiệm nhiều lĩnh vực như là bảo tàng, hàng bán lẻ, bất động sản, truyền du lịch, và luôn được đánh giá cao về ý tưởng giải pháp, tiến độ triển khai. Thì trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển sâu rộng trong lĩnh vực tại Việt Nam, đó là một trong những đơn vị tiên phong trong xu thế, thì chúng tôi luôn muốn đến những diện mạo mới, những thay đổi mới cho doanh nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ số hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển. Cùng với xu hướng từ năm 2019 trở lại đây, thì doanh nghiệp đang tìm hiểu, nghiên cứu và một số đã triển khai những thiết kế xây dựng một mô hình văn phòng showroom với thông tin truyền đạt thấp, không gian hiện đại, với môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, thì cảm xúc của người xem có trình chiếu hiện đại, kết hợp thương hiệu của doanh nghiệp, tạo ra sự kết nối vững chắc giữa khách hàng, viên và công ty. Tôi xin thành phần tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta có chị Đỗ Thị Hồng là giám đốc kinh doanh của công ty Tùng. Tiếp theo là anh Trần Quang Huy là giám đốc phụ trách mảng kỹ thuật của công ty. Và đến với phần chính về phần nội dung trình bày hôm nay thì chúng ta sẽ có những phần nội dung sau. Thứ nhất, đó là nhu cầu xây dựng showroom hiện đại, phòng trải nghiệm khách hàng là điều tất yếu trong thời đại 4.0. Thứ hai là giải pháp xây dựng showroom hiện đại dựa trên hành vi của người tiêu dùng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Thứ ba, đó là các sản phẩm công nghệ trình chiếu tương tác được ứng dụng trong xây dựng 4.0. Thứ tư, đó là chia sẻ các dự án của Tùng Việt đã triển khai và thành công cho khách hàng. Và phần thứ năm cuối cùng, đó là phần hỏi đáp. Thì thưa các anh chị, trong quá trình diễn ra buổi hội thảo trực tuyến, các anh chị nếu như mà có bất kỳ một câu hỏi hoặc là thắc mắc nào thì có thể điền câu hỏi trực tiếp vào phần Q&A hoặc là click nút giơ tay thì chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp tất cả mọi thắc mắc của các anh chị. Và đầu tiên thì đến với phần chia sẻ, chúng tôi sẽ mời chị Hồng Minh, giám đốc kinh doanh, và sẽ trình bày về ứng dụng công nghệ 4.0 trong thiết kế showroom và phòng trải nghiệm khách hàng. Kính mời chị ạ. Dạ vâng, cảm ơn bạn Cường. Xin kính chào các anh các chị. Thì tôi là Hồng Minh, thì phụ trách kinh doanh công ty Tùng Việt. Thì hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc thiết kế xây dựng showroom và phòng trải nghiệm khách hàng. Thì trước khi vào cái bài chia sẻ của tôi, thì chúng tôi có một cái câu hỏi khảo sát nho nhỏ. Thì rất là mong các anh chị sẽ dành một chút thời gian khảo sát của chúng tôi ạ. Dạ vâng, xin mời cái câu hỏi khảo sát ạ. Dạ vâng, câu hỏi khảo sát của chúng tôi là các anh chị đã từng thực hiện dự án nào trong thiết kế showroom và phòng trải nghiệm khách hàng có ứng dụng sản phẩm công nghệ mới chưa ạ? Dạ vâng, ở đây chúng tôi có hai câu trả lời là chưa từng làm và đã từng làm. Thì rất là mong cái sự chia sẻ của các anh chị ạ. Dạ vâng, tôi sẽ dành ra khoảng 5 giây ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn cái sự khảo sát của anh chị. Và có thể cho tôi xin cái kết quả được không ạ? Dạ vâng, đa phần là các câu trả lời của chúng ta là chưa từng làm chiếm tận đến 72% và đã từng làm là chiếm 28%. Thì rất là cảm ơn các cái câu trả lời của anh chị. Dạ vâng, thì thưa các anh chị thì đây chính là cái buổi chính của cái ứng dụng cái công nghệ 4.0 mà chúng tôi ngồi đây để có thể chia sẻ với cả các anh chị là các cái thiết bị như thế nào, các cái ứng dụng như thế nào để các anh chị có chưa từng ứng dụng thì chúng ta có thể là ứng dụng vào, và các anh chị đã từng ứng dụng mà các cái sản phẩm vào thì chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào, và chúng tôi sẽ update thêm các cái công nghệ mới để các anh chị từ đó có thể là bay bổng những cái ý tưởng của mình ở trong các cái bài thiết kế của mình ạ. Dạ vâng, thì cái bài
Hôm nay tôi chia sẻ chủ yếu là về cái giải pháp xây dựng showroom hiện đại dựa trên hành vi của người tiêu dùng nhằm nâng cao cái trải nghiệm khách hàng và các cái sản phẩm công nghệ trình chiếu tương tác có thể ứng dụng như thế nào, cùng và chúng tôi sẽ chia sẻ những cái case study tự cụ thể mà chúng tôi đã thực hiện thành công. Về chúng tôi là ai và chúng tôi đã làm cái gì thì các anh chị biết là chúng tôi đã trải qua là 16 năm hình thành và phát triển tới nay, thì chúng tôi đã kinh qua rất là nhiều năm và đã tham gia rất là nhiều các cái dự án và các cái giải pháp của chúng tôi đưa ra, đó là các cái giải pháp mà chúng tôi đã làm như giải pháp về đổi mới giáo dục, về phòng họp thông minh, về về quảng cáo và marketing số, các giải pháp cho sự kiện, các cái giải pháp cho phòng điều khiển trung tâm, về truyền thông đa phương thức, về các cái giải pháp hiển thị hình ảnh dữ liệu lớn và hợp tác nhóm, thiết bị về truyền hình. Khi công nghệ 4.0 bùng nổ thì chúng tôi cũng không nằm ngoài xu hướng và chúng tôi phải đổi mới, cập nhật thông tin và chúng tôi đưa ra các cái sản phẩm, các cái giải pháp trong ngành bán lẻ thông minh, các giải pháp về phân tích video thông minh, các giải pháp về bảo tàng công nghệ số, các cái giải pháp cho logistics, các cái giải pháp về nhận diện gương mặt thông minh, các cái giải pháp về robot thông minh phục vụ và đặc biệt đó là các cái giải pháp phòng truyền thống dành cho doanh nghiệp, các cái giải pháp dành cho showroom hiện đại và như buổi ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị ạ. Thưa các anh chị thì ở đây thì các anh chị thì đa phần là những cái người chuyên nghiệp về thiết kế rồi đúng không ạ? Thì ở đây thì tôi sẽ không đi sâu về vấn đề cái ý tưởng thiết kế, mà ở đây là tôi sẽ là có sự kết nối của từ các ý tưởng thiết kế đó kết hợp với cả cái công nghệ thì nó sẽ như thế nào. Thì đây chính là cái phần mà vậy thì cái nhu cầu của xây dựng showroom hiện đại, phòng trải nghiệm khách hàng có phải là điều tất yếu của cái công nghệ 4.0 hiện tại không ạ? Thì về cái xu hướng hiện tại thì đó đã khác hoàn toàn những cái năm trước đúng không ạ? Tại vì đó là một cái xu hướng bắt buộc phải chuyển đổi. Vậy thì cái ngành thiết kế chúng ta, ngành kiến trúc của chúng ta thì chịu tác động rất là mạnh mẽ bởi cái sự phát triển của cái ngành công nghệ kỹ thuật số. Chúng ta không chỉ tạo nên cái sự thay đổi trong các phương thức thiết kế thi công mà còn phải tạo cho cả cái sự thay đổi trong cái việc xây dựng cái mô hình mang tính ứng dụng cái công nghệ vào các cái hoạt động để trải nghiệm. Vậy làm sao để doanh nghiệp cửa hàng có thể mang đến cái việc trải nghiệm tuyệt vời nhất của khách hàng khi tham quan mua sắm tại showroom? Thì chính đó là cái sự đòi hỏi của cái sự thay đổi lớn trong cái lĩnh vực thiết kế nội thất kiến trúc. Mà như các chị thấy rằng là cái thế hệ mà Gen Z hiện tại, cái việc mà mời và lôi kéo các cái thế hệ đó ra tới các cái showroom hoặc phòng trải nghiệm là cần cả một quá trình. Đúng không ạ? Tại vì hầu hết bây giờ là các bạn đó là mua sắm online, trải nghiệm online. Vậy thì một cái người kiến trúc sư thì chúng ta không những là vững chuyên môn mà còn phải biết cách kết hợp hài hòa giữa các yếu tố công nghệ, nghệ thuật để góp phần tạo thành những cái xu hướng kiến trúc mới để đáp ứng cái nhu cầu trải nghiệm của người dùng. Vậy thì một showroom không chỉ thể hiện cái phong cách vị thế của thương hiệu mà còn phải thể hiện cả cái văn hóa của doanh nghiệp đó nữa. Và cái việc mà xây dựng một cái showroom hiện đại dựa trên cái hành vi của người tiêu dùng, đó là cái vấn đề tất yếu là chúng ta phải chuyển đổi và chúng ta phải làm ạ. Vậy thì cái công nghệ sẽ giúp gì cho cái khu trải nghiệm và showroom của chúng ta? Thứ nhất là công nghệ sẽ tạo ra cái sự trải nghiệm thú vị và ấn tượng cho khách hàng tham quan, và công nghệ nó sẽ làm cho cái khách hàng của chúng ta là nhận thức tốt khi tham quan ở showroom, và nó sẽ chia sẻ cập nhật thường xuyên các cái xu hướng mới ở trên thế giới, và công nghệ sẽ giúp cho cái việc quảng bá sản phẩm tốt nhất và nâng cao thương hiệu của chủ đầu tư, đồng thời nó cũng cải thiện cái hiệu quả của cái việc tiếp thị bán hàng cho doanh nghiệp, cải thiện truyền thông, đó là điều đương nhiên, và chắc chắn rằng công nghệ nó sẽ giúp cho cái việc tăng hoạt động, đảm bảo cái không gian trưng bày của chúng ta luôn luôn ấn tượng và phong cách, và tăng cái nhu cầu về bán các mặt hàng kèm theo, và đương nhiên là tăng cái khách tham quan và tăng doanh thu cho chủ đầu tư. Vậy thì cái việc xây dựng cái showroom hiện đại dựa trên hành vi người tiêu dùng như thế nào? Thì ở đây thì chúng tôi có đưa các cái yếu tố để chúng ta có thể là chuyển đổi số trong cái việc xây dựng showroom hiện đại. Thì đó là chúng ta phải dựa vào các cái yếu tố. Thứ nhất đó là văn hóa và chiến lược số. Chúng ta dựa vào công nghệ, chúng ta dựa vào các cách phân tích và quản lý dữ liệu thực để điều đó, để gắn kết khách hàng của chủ đầu tư. Vậy là một người kiến trúc sư, là một cái người thiết kế nội thất thì chắc hẳn là các anh chị sẽ là người đưa ra một cái ý tưởng, và các anh chị phải có một cái nhìn tổng thể để tư vấn cho chủ đầu tư, có sự kết hợp hài hòa của văn hóa của doanh nghiệp kết hợp với công nghệ để phân tích cái hành vi người tiêu dùng để đưa đến một cái trải nghiệm hoàn hảo nhất để gắn kết khách hàng. Vậy thì cái hành vi của người tiêu dùng sẽ dựa vào cái số liệu thực tế nào? Thì ở đây chúng tôi sẽ đưa ra những cái con số, những cái phân tích
để chúng ta có thể là quản lý cái dữ liệu để thấu hiểu khách hàng. Bởi vì là không dừng lại cái yếu tố thiết kế showroom đẹp, thì chúng tôi hiểu rằng người kiến trúc sư cần phải đi trước một bước để tối ưu cái thiết kế của mình, để có cái khả năng chuyển đổi dữ liệu thành một cái tài sản vốn của chủ đầu tư, biến những cái con số vô tri thành những con số biết nói, và tất cả hướng tới là sự thấu hiểu khách hàng. Vậy những cái con số đó chúng ta sẽ dựa vào đâu? Chúng ta sẽ dựa vào cái lượt phân tích khách hàng đến cửa hàng. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái công nghệ về nhận diện gương mặt, về phân tích số lượng, độ tuổi, giới tính của khách hàng. Khi khách hàng tới cửa hàng của chúng ta phân tích cái thói quen đi lại của khách hàng. Đó là ứng dụng của chúng ta đo lường được cái phân tích thói quen, đó là hướng đi của khách hàng như thế nào. Khách hàng sẽ giúp gì cho cái việc bố trí các cái khu vực mua sắm hợp lý hơn để tăng cái hiệu quả kinh doanh, thì chúng ta sẽ cần cái sự phân tích thói quen đi lại này. Rồi chúng ta sẽ phân tích thêm cái mật độ mà khi mà khách hàng tới cái cửa hàng, tới cái showroom của chủ đầu tư, thì khách hàng đó sẽ tập trung ở khu vực nào thường xuyên, mà khu vực nào lại vắng, để chúng ta hiểu được cái thị hiếu của người tiêu dùng của khách hàng. Và chúng ta sẽ có những cái đề xuất bố trí các cái sản phẩm, các cái thiết bị để hợp lý, để tăng cái hiệu quả kinh doanh cho cái nhà sản xuất. Rồi chúng ta sẽ phân tích luôn cả cái cảm xúc của khách hàng khi họ tới cái khu trải nghiệm hay phòng showroom. Khách hàng có vui không, có buồn không, có khó chịu không, hay là tất cả đều được quan sát và ghi nhận để phục vụ tốt. Thì dựa vào những cái số liệu biết nói này, thì chúng ta sẽ cần tư vấn về các cái bố trí các cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng và mang tới một cái sự trải nghiệm hoàn hảo. Thì thưa các anh chị, vậy thì nãy giờ chúng ta có những con số đó, thì chúng ta con số đó chúng ta dựa vào đâu để chúng ta có ạ? Dạ vâng, đó chính là công nghệ, và đó chính là cái những cái camera đã có sẵn tại trong các cái cửa hàng, tại trong các showroom, tại các cái khu trải nghiệm đó, để chúng ta sẽ lấy được những cái con số biết nói đó. Dựa vào những cái phân tích đó thì chúng ta có thể là chuyển đổi các cái dữ liệu đó thành một cái chuyển đổi trên cái thiết bị hiển thị hình ảnh. Tôi ví dụ như là chúng ta nhận diện gương mặt, nhận diện đúng cái giới tính của cái người khách hàng vào, thì ngay lập tức cái thiết bị của chúng ta sẽ chuyển đổi vào cái sản phẩm đúng cái đối tượng đó, thì cái việc mà tương tác và tăng lên cái việc mà mua hàng của chủ đầu tư của chúng ta thì nó sẽ là tăng lên rất là nhiều, đúng không ạ? Tại vì nó quảng cáo đúng cái đối tượng của mình. Đó là về cái phần phân tích cái hành vi của người tiêu dùng. Vậy thì dựa vào cái hành vi đó thì các cái sản phẩm công nghệ trình chiếu tương tác áp dụng như thế nào, được ứng dụng như thế nào trong cái việc xây dựng showroom. Hiện tại thì chúng tôi có chia ra làm hai phần, đó là chúng ta sẽ sử dụng các cái thiết bị về hình ảnh và các thiết bị tương tác hoặc là lập trình. Thì tôi sẽ đi vào trước về cái phần này, và vậy thì hỏi tại sao, cái mục đích nào để chúng ta thay đổi đó, và chúng ta phải đầu tư và chúng ta đặt các thiết bị công nghệ vậy. Tại vì là khi mà chuyển sang cái giai đoạn thiết kế và tương tác thì sử dụng công nghệ tương tác sẽ làm cho cái không gian của chúng ta có thể quan sát các cái hoạt động và xu hướng của người dùng bằng công nghệ tiên tiến nhất, hiện đại nhất, và cái sử dụng không gian của chúng ta thật sự là hiệu quả và hợp lý. Và do đó là cái quá trình chuyển đổi thông tin sang cái thiết kế tương tác, có nghĩa là chúng ta chuyển đổi cái thông tin sang trải nghiệm người dùng, sẽ cần phải trang bị các thiết bị công nghệ để đặt trong cái không gian đó thực tế. Thì các anh chị có thể nhìn vào một cái mô hình đây. Thì nếu như vào một không gian chúng ta chỉ có các cái sản phẩm của chủ đầu tư không, mà chúng ta không có các sản phẩm tương tác, thì nó rất là nhàm chán. Và cái việc mà lôi kéo cái người dùng vào cái phòng tương tác, vào cái phòng showroom hay là các cái cửa hàng, thì đó là một cái vấn đề rất là nan giải. Chính vì vậy mà chúng ta cần các cái sản phẩm về công nghệ. Đó là ở đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các chị về các cái thiết bị để hiển thị hình ảnh đặt trong các phòng showroom nó như thế nào. Ở đây thì chúng tôi có về màn hình quảng cáo chân đứng. Thì cái dòng màn hình quảng cáo này chúng ta có thể đặt trước sảnh showroom để chúng ta có thể chạy quảng cáo, cung cấp cái hình ảnh sống động, thông tin ngắn gọn và không gây nhàm chán như các cái standee truyền thống. Thì các anh chị thấy là các standee truyền thống là chúng ta in và chúng ta sẽ đặt ở đó ngày này sang tháng khác, và cái quảng cáo của chúng ta hay là các cái thông tin chúng ta truyền tải chạy dưới hạn. Chính vì vậy là cái quảng cáo của chúng ta đặt ở trong cái các màn hình quảng cáo chân đứng này thì nó có cái mang tính rất là lặp lại trong một cái thời gian ngắn và dễ đi vào trí nhớ của người. Xin lỗi các anh chị là không biết là tôi chia sẻ với các anh chị có nghe rõ không ạ? Nếu có vấn đề gì thì chắc là anh chị có thể thông tin lại cho các cái bộ phận admin của chúng tôi ạ.
Dạ vâng, tôi xin chia sẻ tiếp. Đó là cách dòng về màn hình tùy theo cái kích thước, tùy theo về cái nhu cầu thì chủ đầu tư thì sẽ có các cái vị trí không gian để chọn và các cái chúng tôi có đưa ra các cái mẫu mã khác nhau. Ví dụ như là cái màn hình quảng cáo chữ A này thì có phù hợp ở trong các cái cửa hàng, trong các cái showroom về mang tính chất về thời trang, về làm đẹp. Ngoài ra chúng tôi cũng có các cái sản phẩm hiển thị hình ảnh gọi là màn hình quảng cáo di động, chúng ta dễ dàng là chúng ta di chuyển. Rồi các cái màn hình quảng cáo hai mặt, nếu như không gian của chúng ta rộng lớn thì chúng ta có thể sử dụng các cái dòng này. Dòng màn hình quảng cáo brochure thích hợp thích hợp ở trong các cái showroom, ô tô, xe hơi, rồi trong các bất động sản. Ở đây chúng ta có thể có các clip test hay các brochure để dành cho người dùng. Rồi cái dòng màn hình quảng cáo ngoài trời thích hợp chúng ta mà đặt trong trước cửa các cái showroom, thì ở đây các cái dòng màn hình quảng cáo này sẽ chịu được nắng mưa, nhiệt độ cao hay thấp đều được anh chị ha. Về cái dòng màn hình hiển thị tiếp theo, đó là cái dòng màn hình quảng cáo dạng treo. Ở đây thì được thiết kế là ở các cái dòng màn hình quảng cáo này thì được treo trên các cái mặt phẳng, và đây là các cái dòng mà chúng tôi hay bán khá chạy và thông dụng. Thì đây là cái dòng quảng cáo màn hình rất là rộng rãi ở trên thế giới hiện nay cũng như là ở Việt Nam, bởi cái sự linh hoạt và dễ lắp đặt nhất, dễ thu hút người xem. Và cái đây là các cái dòng màn hình quảng cáo mà có thể truyền tải được thông tin đắc lực cho chủ đầu tư. Rồi chúng ta sẽ có các dòng màn hình treo tường nữa. Chúng ta có cái dòng về hai mặt, các dòng về thả trần. Cái dòng này thì chúng ta có thể là ứng dụng mà lắp đặt ở trong các cái siêu thị, trong các cái trung tâm thương mại, các cái cửa hàng mà chúng ta có cái kính ạ. Chúng ta có thể đặt ở đó, người ta đi đường người ta có thể là nhìn thấy các cái thiết bị này. Chúng tôi có các dòng về màn hình quảng cáo dài. Đây là một cái dòng thiết bị cũng khá là mới ở Việt Nam. Dòng này thì chúng ta có thể ứng dụng ở trên các cái quầy kệ để chúng ta hiển thị giá tiền, chúng ta hiển thị cái chương trình khuyến mãi trực tiếp của sản phẩm. Thưa các anh chị, thì cái dòng sản phẩm này có thể nói là cái dòng sản phẩm mà tác động trực tiếp tới cái người mua. Thì khi các anh chị mà thiết kế và tư vấn các cái quầy kệ thì chúng tôi nghĩ rằng là nên đưa các cái dòng này. Tại vì tôi nói ví dụ mà một cái sản phẩm chúng ta cần có cái chương trình khuyến mãi thì chỉ cần bấm một click chuột thì ngay lập tức là tôi nói ví dụ là buổi sáng có giá này, nhưng mà ngay lập tức buổi chiều là mời các bạn vào mua hàng trước 5 giờ chẳng hạn, thì ngay lập tức thì cái giá khuyến mãi nó sẽ hiển thị ở đây và nó sẽ kích thích cái sự chú ý của cái người mua hàng. Nên là cái dòng màn hình này là gọi là cái dòng màn hình mà chúng tôi hay gọi là nó tác động trực tiếp tới cái người mua hàng ạ. Ngoài ra chúng tôi có cái dòng màn hình quảng cáo gương. Thì với cái dòng màn hình quảng cáo gương này thì ứng dụng chủ yếu là tại các cái trung tâm thương mại, các cái cửa hàng thời trang, phòng gym, salon tóc. Thiết kế thì rất là đẹp, sang trọng và giúp cái tăng cái tính hiệu hiện đại cho các cái showroom thời trang, và có thể lắp đặt trong cả các cái những cái nhà vệ sinh ạ. Dạ vâng, thì đối với cái nhà vệ sinh thì chúng ta có thể lắp đặt những cái dòng mà dòng treo tường thì có thể là vừa quảng cáo sản phẩm và người ta vẫn có thể sử dụng được cái gương ở đó. Tiếp theo là các cái dòng mà chúng tôi có đề cập tới, đó là màn hình ghép. Thì với cái hệ thống màn hình ghép này là chúng ta dùng các cái nhiều các màn hình nhỏ để ghép lại thành một cái kích thước lớn, thì cho phép để hiển thị hình ảnh video ở trên toàn màn hình một cách rất là sống động. Ở đây thì độ sáng của cái màn hình ghép khá là cao nên là chúng ta có thể là trình chiếu ấn tượng trong một cái không gian rộng lớn. Thì ở đây thì chúng tôi cũng chia ra làm các loại màn hình ghép, như là màn hình ghép nghệ thuật, màn hình ghép thông thường, màn hình ghép cong. Thì như cái đối với cái màn hình ghép thông thường ấy, thì thường thường chúng ta hay đặt ở trong các cái bức vách rộng, và ở đây thì chúng ta thường thường ghép theo cái hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Về màn hình ghép cong thì chúng ta có thể là ứng dụng, chúng ta lắp ở trên các cái trần nhà hay là các cái vị trí mà có cái sự uốn lượn. Ở đây đối với trần nhà thì chúng ta có thể có những cái hiệu ứng như là đám mây, về mưa, về nước chảy, ánh nắng gì đó, thì tạo một cái trải nghiệm rất là ấn tượng cho người xem. Và cái dòng ghép nữa mà chúng tôi gọi là màn hình ghép nghệ thuật, thì như các chị thấy rằng ngay cái tên đã thấy được là cái này chúng ta có thể hoàn toàn ghép theo cái ý tưởng riêng, ngay để tạo cái sự đột phá về thẩm mỹ cũng như là cái nội dung, thì giúp cho cái người xem có một cái trải nghiệm rất là mới mẻ.
các cái dòng mà hiển thị hình ảnh tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đó là cái màn hình LED. Đối với màn hình LED thì đây chính là một cái mặt phẳng rộng được lắp đặt rất là nhiều, khá là phổ biến ở Việt Nam, và cái kích thước thì từ lớn đến nhỏ, và chúng ta có thể lắp được từ trong nhà ra ngoài trời. Và đây là cái dòng thiết bị mà có thể được tin dùng để trình chiếu và giới thiệu các cái sản phẩm với cái khoảng cách nhìn xa, anh chị ha. Ở đây chúng tôi có thể phân biệt cho các có thể là chia sẻ thêm một chút cái thông tin là tại sao chúng ta lại sử dụng màn hình ghép mà và màn hình LED. Thì đối với màn hình LED thì chúng ta yêu cầu là cái sự nhìn xa của cái người trải nghiệm ở trong ghép văn phòng. Còn đối với màn hình ghép thì chúng ta nhìn gần đều được, anh chị ha, nhìn gần nhìn xa đều được. Thì dựa vào cái nhu cầu và các cái showroom, tùy theo mỗi showroom, tùy theo mỗi phòng trải nghiệm thì chúng ta sẽ sử dụng cái màn hình như thế nào cho nó phù hợp. Và với màn hình LED thì chúng tôi cũng chia ra một số loại. Đó là ở đây là màn hình LED trong nhà. Các anh chị thấy ạ? Dạ vâng. Và màn hình LED cong. Ở đây thì chúng ta có thể ứng dụng là chúng ta có thể lắp tại trong các cái cột, nó rất là ấn tượng ạ. Khi mà chúng ta bước vào trung tâm thương mại hay là trong các cái phòng trải nghiệm, các cái showroom lớn á, thì chúng ta tận dụng cái cột là sẽ không thành một cái cột, một cái tĩnh nữa, mà ở đây chúng ta sẽ trở thành một cái hình ảnh động, thì nó rất là ấn tượng. Thứ nữa là cái màn hình LED trong suốt. Ở đây thì chúng ta có thể là áp dụng vào trong cái việc mà tận dụng các cái cửa kính, các cái vách ngăn của không gian, thì để chúng ta có thể lắp đặt cái thiết bị này. Thì khi mà những cái thiết bị này mà chúng ta lắp lên thì chúng ta sẽ có cảm giác là rất là sang trọng, và chúng ta có thể là tạo cái hiệu ứng ở ngay trong cái màn hình LED trong suốt này, ví dụ như là sao băng hay là tuyết rơi chẳng hạn, thì đó là một cái trang trí nội thất rất là tuyệt vời. Cái thiết bị tiếp theo mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đó là cái Holo 3D, là hộp trình chiếu sản phẩm. Thì đây là một cái sản phẩm mà để giới thiệu sản phẩm một cách độc đáo bằng hình ảnh cũng như là các cái hiệu ứng 3D tương tác với cái sản phẩm thực. Thì nó kích thích tự giác của cái người xem một cách ấn tượng, và nó là cái công cụ quảng cáo không thể thiếu trong các cái cửa hàng, trong các cái showroom. Và khi cái hình ảnh của chúng ta ở đây là nó sẽ nổi lên và nó sẽ chúng ta sẽ nhìn được cả ba mặt. Và cái này chúng ta có thể áp dụng thêm cả trong cái khu vực là event. Về một cái sản phẩm nữa mà để hiển thị nữa đó là quạt Holo 3D. Thì xin mời các anh chị xem một cái đoạn clip ngắn này ạ. It's like pseudo 3D effect that even like looks three-dimensional when you look at it from the side. Dạ vâng, các anh chị thấy sao ạ? Cách xem hình ảnh hoàn toàn mới đúng không ạ? Hình ảnh là nổi 3 chiều, đầy cảm xúc, xuất hiện lơ lửng giữa không trung mà không cần kính 3D hay là cái phông nền gì cả. Cái đèn LED cao cấp được đặt tinh tế dọc theo cái cánh quạt HoloLens tạo ra một cái video có độ phân giải cao như đang nổi lên trước mặt. Chúng ta có thể là sử dụng cái sản phẩm này trong việc thuyết trình bán hàng, trong quảng cáo các cái sản phẩm nghệ thuật, rồi quảng cáo các cái logo ấn tượng. Dạ vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và ở đây chúng ta có thể là ghép nhiều cái quạt lại với nhau để tạo thành cho một cái không gian nổi. Dạ vâng, rồi cái sản phẩm tiếp theo ở đây tôi cũng muốn giới thiệu là một cái sản phẩm là hộp Holo trong suốt. Mời chị xem một đoạn clip ngắn này ạ. Các chị nghĩ sao khi là một cái chai Coca để ở trong cái hộp mà có con cá là bơi tung tăng ạ? Dạ vâng. Cái đối với cái sản phẩm này chỉ bị giới hạn bởi cái trí tưởng tượng thôi ạ. Sự kết hợp giữa sản phẩm thật và cái video mà chúng ta các cái hiệu ứng xung quanh đó, thì chúng ta có thể nhìn xuyên qua cái hộp đó để mở ra một cái thế giới, cảm nhận sản phẩm rất là ấn tượng và cái hiệu ứng này rất là mạnh mẽ, và để làm cho một cái sản phẩm của chúng ta là cảm thấy là nó sẽ thu hút hơn bao giờ hết rồi đúng không ạ? Và cái hộp này chúng ta có thể sử dụng trong cái việc trưng bày trong các cái cửa hàng bán lẻ. Đó là các cái thiết bị về hiển thị thông tin. Thì ở đây thì tôi sẽ chia sẻ thêm về các cái thiết bị về tương tác trong cái showroom phòng trải nghiệm như thế nào. Thì đây là một cái phần mà chúng tôi rất là cảm thấy rất là muốn chia sẻ nhiều hơn cho các anh chị. Nhất là đó là về màn hình cảm ứng. Với cái màn hình cảm ứng này thì chúng tôi chia theo các cái chức năng để sử dụng, như là cảm ứng về chân quỳ, cảm ứng nghệ thuật, cảm ứng chân đứng. Thì mỗi một cái màn hình cảm ứng nó có một cái tính năng riêng. Thì tôi ví dụ như là đối với màn hình cảm ứng thì chúng ta có thể là dùng làm cái màn hình để chỉ đường, áp dụng trong các cái siêu thị hay các trung tâm thương mại. Thì người dùng chỉ việc là kích vào đây thì tìm được cái đường từ điểm này đến điểm kia, chúng ta phải đi qua như thế nào, thì nó rất là dễ dàng ạ.
Rồi chúng tôi có các cái mẫu quần màn hình cảm ứng cho chân trụ, màn hình cảm ứng chữ Z. Cái việc màn hình cảm ứng này chủ yếu là chúng ta sẽ dùng để thuyết trình, giới thiệu sản phẩm, rồi chúng ta tìm mã khuyến mãi hay là khảo sát sự hài lòng. Thì đối với các dòng màn hình cảm ứng thì chúng ta phù hợp trong cái việc là trải nghiệm sản phẩm. Chúng ta có thể là đặt tại các cái vị trí tiếp khách, rồi các cái sản phẩm mà cần giới thiệu. Ở đây chúng tôi có các cái dòng màn hình cảm ứng để bàn, các dòng màn cảm ứng mini, các dòng màn hình cảm ứng chân kiểu, rồi là các cái bàn cảm ứng. Đối với bàn cảm ứng thì các anh chị có thể là phù hợp trong cái không gian là chúng ta có thể tiếp khách trực tiếp. Chúng ta ngồi ở đây, chúng ta có thể trao đổi với khách hàng, rồi chúng ta có thể tốt và tương tác tại đây. Thì đối với cái dòng này thì các anh chị có thể là dùng trong cái việc cho bất động sản, cho các cái cửa hàng về trong các cái nhà hàng, chúng ta có thể đặt món ăn ở đây ạ. Và đây là những cái bàn mà chúng ta chống nước, nên các chị sẽ không lo về vấn đề chẳng may là nước hay là rơi vãi gì đó. Rồi chúng ta có thể đặt tại cái phòng nha, rồi các phòng tư vấn cho giáo dục, rồi karaoke thì chúng ta cũng thể sử dụng những cái bàn này. Thì các cái kích thước thì khá là đa dạng. Thường là cái bàn này chúng tôi sử dụng với kích thước tư vấn cho khách hàng của mình từ 46 inch, 43 inch trở lên, thì tùy theo các cái nhu cầu của mỗi nơi ạ. Rồi chúng tôi có những cái màn hình cảm ứng mini nhỏ, ở đây chúng ta có thể đặt tại cho các cái showroom của xe hơi. Rồi những cái màn hình nhỏ này chúng ta có thể là sử dụng để làm khảo sát vào khách hàng, thì kích thước ở đây là từ 10 inch trở lên. Thường thường là chúng ta sử dụng 10 inch, 15.6 inch hay là 21.5 inch để chúng ta có thể khảo sát. Cái sản phẩm tiếp theo mà chúng tôi rất là tâm đắc muốn chia sẻ tới các anh chị đó là robot ạ. Các anh chị nghĩ sao khi mà bạn robot này sẽ đặt tại các cái cửa hàng ạ, trong các cái showroom ạ? Dạ vâng, nó chính là cái người bán hàng ảo, một người bán hàng thay thế một cái giảm tải cái công việc cho các bạn ở trong cái trong các cái cửa hàng ạ. Dạ vâng, robot cũng có cảm xúc ạ. Có thể robot chúng ta có thể đặt trong nhà hàng để có thể là order, là chọn món. Excuse me, I'd like to order. Certainly, sir. Please choose from the menu on my screen. Whoa, cool. Impressive. Ladies first. I really fancy steak. What would you like? Dạ vâng, chúng ta có thể chọn món ngay tại đây ạ. Let me choose this. She's cute. Rất là dễ thương đúng không ạ? No problem. Rồi, thêm một cái sản phẩm nữa cũng khá là đặc biệt, đó là màn hình sàn thang máy. Trước khi mà mở clip này thì chúng tôi có một cái sự bất ngờ với anh chị. Những anh chị nào mà hơi yếu tim một chút xíu thì chúng ta cẩn thận xem cái clip này ạ. Dạ vâng, xin mời anh chị. Đây là một loạt các cái màn hình của chúng ta sẽ được lắp đặt và để xuống dưới sàn, để dưới sàn của thang máy. Và một điều bất ngờ dành cho cái người sử dụng khi bước vào này. Ô, chuyện gì xảy ra đây ạ? Dạ vâng, sàn rớt xuống sao? À, dạ không phải đâu ạ. Dạ vâng, cái này đó chính là cái hiệu ứng của cái video của chúng ta kết hợp cùng với âm thanh, thì để cho cái không gian của chúng ta là trở lên thú vị hơn. Thì ngoài cái hiệu ứng gây ngạc nhiên này thì các anh chị có thể tạo ra các cái hiệu ứng như là mây hay các cái điệu nhạc du dương để mang cái cảm giác là chúng ta đưa khách hàng của chúng ta lên cái bên trên ạ. Dạ. Rất là ấn tượng đúng không ạ? Khi mà bước ra khỏi thang máy thì chúng tôi có đề xuất thêm một cái sản phẩm nữa, đó là nhận diện khuôn mặt chào khách VIP. Các anh chị nghĩ sao mà khi mà chúng ta vừa bước ra thì một cái màn hình lớn hiện lên cái dòng chữ chào Hồng Minh, hôm nay bạn thế nào, hay là hiển thị thông tin cái chữ Happy Birthday và một cái điệu nhạc sinh nhật vang lên nếu như đúng ngày sinh nhật của bạn. Dạ đúng, là một cái cảm xúc là được vỗ hòa lên và chúng ta cảm giác như chúng ta được quan tâm, và đây chính là cái nơi mà chúng ta giữ được cái chân cái khách hàng thân thiết và nhanh chóng chuyển đi và cái này là chúng tôi cái đối với sản phẩm này là chúng tôi đã có cây thực tế rồi ạ. Chút nữa chúng tôi sẽ giới thiệu ạ. Cái sản phẩm tiếp theo về tương tác nữa là chúng tôi muốn chia sẻ, đó là con đường tương tác. Cái con đường này dẫn vào khu trải nghiệm hay là showroom,
sẽ các khi mà chúng ta bước vào thì chúng ta sẽ thấy là biến thành một cái đại dương bao la, một cánh đồng hoa bất tận, hay là những cái chú heo mà bơi tung tăng ở trên theo chân chúng ta. Thì vậy là con đường tương tác này nó sẽ thu hút và ấn tượng, dẫn lối vào với tất cả cái nhiều các cái hiệu ứng bắt lắt mắt, rồi các cái logo của cái chủ đầu tư của chúng ta cũng sẽ được thể hiện ở đây. Đây các anh chị, mấy chị xem ạ. Và cái đối với cái con đường tương tác này thì chúng ta có rất là nhiều ý tưởng để dành cho cái việc xây dựng showroom. Chúng ta có thể tận dụng cái giải pháp này để chúng ta có những cái chương trình của quảng bá sản phẩm gợi nhớ và mang cái sự cái trải nghiệm rất là thú vị. Rồi thậm chí rằng ở đây cũng sẽ là những cái mini game, và đặc biệt là cái này có những cái em nhỏ mà khi mà bước tới đi cùng với cha mẹ tới cái phòng trải nghiệm á thì cực kỳ là thích thú ạ. Lạc bước không gian, mời các anh chị xem cái đoạn tiếp theo này. Các anh chị thấy sao ạ? Một cái buổi event hay là một cái trong một cái không gian, khi mà chúng ta nhấc điện thoại lên chúng ta quét thì ngay lập tức là một cái khung cảnh nó thật là hấp dẫn và sống động. Với cái công nghệ mới hiện tại thì những cái mà trí tưởng tượng của chúng ta nó sẽ hiển thị ngay trước mặt, ngay tại trước mặt ở đây chúng ta luôn ạ, ngay tại không gian thực luôn chứ không phải là không gian ảo nữa. Với cái công nghệ AI này các anh chị hoàn toàn có thể là áp dụng trong cái việc thiết kế nội thất của mình. Ví dụ như là các anh chị có thể chọn một cái sản phẩm rồi các chị đưa trước mặt, có thể là xem cái sản phẩm đó như thế nào, quét trước mặt rồi đặt cái sản phẩm đó trước mặt mình ngay luôn, ở trước mặt luôn, ngay tại cái không gian mà các anh chị vào trải nghiệm ạ. Đây chị thấy không? Cái này nó tạo ra một cái cảm giác rất là mới mẻ cho khách ạ. Cảm giác như là thật, như là mình đang ở trong đại dương và nhắm ngắm nhìn các cái con thú xung quanh ạ, bơi bơi trước mặt ạ, và chúng ta có thể là tương tác với nó, có thể chạm vào nó, và có thể là có những cái mini game nhỏ ở đây để chúng ta có thể là thư giãn ở đây ạ. Đây là một cái sản phẩm hoàn toàn mới ạ, và được từ Việt là đưa vào Việt Nam ạ. Dạ, rất là thú vị đúng không ạ? Vâng. Một cái sản phẩm nữa mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới các anh chị đó là sàn diễn thời trang. Chúng tôi gọi như vậy tại vì là khi mà khách hàng mà chúng ta tới đến với cả showroom hay cửa hàng, chúng ta sẽ không phải là sử dụng cái phương pháp truyền thống nữa, hay là vào phòng thay đồ nữa, rất là lâu mất thời gian, mà chỉ cần là đứng trước cái màn hình, có thể là màn hình gương, thì hệ thống ngay lập tức sẽ nhận dạng ra cái người mà đứng trước màn hình đó. Và các cái sản phẩm của chúng ta ở trong showroom, chúng ta các sản phẩm ở đây chúng tôi sẽ áp dụng cho cái việc mà các cái showroom thời trang, các cửa hàng thời trang ạ. Thì khi mà người dùng chọn cái sản phẩm nào thì ngay lập tức là cái bộ quần áo hay cái phụ kiện đó được gắn tương thích trên người của cái người khách hàng đó. Và cái việc mà quyết định để mua hàng, chọn cái sản phẩm đó là nhanh, rất là nhanh, và có một cái hiệu ứng và cái cảm xúc rất là happy đối với những người tham gia các tham gia cái này ạ. Và đặc biệt theo cái khảo sát của chúng tôi là các cái thế hệ teen á, các bạn teen, các thế hệ Z á, cực kỳ thích cái hệ thống này. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái ý tưởng có thể là giới thiệu với các anh chị để có thể áp dụng vào cái showroom của mình trong các cái phòng trải nghiệm mà mình đã thiết kế ạ. Tất cả luôn chị ha. Dạ, rất là ấn tượng đúng không ạ? Một cái sản phẩm nữa mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đó là chụp hình AI. Thì với cái khoảng cách mà chụp hình tương tác với cái không gian của cái phòng trải nghiệm thì nhằm ghi nhớ lại cái thời gian tuyệt vời mà khi cái khách hàng của mình đang ở đây, thì thường thường cái chụp hình này chúng ta áp dụng nhiều hơn ở trong cái phòng trải nghiệm. Khách hàng có thể là chọn các cái mã hay là chọn cái hình, rồi chúng ta sẽ đứng trước cái phông nền xanh và sẽ được chụp hình. Cái việc nền chọn này thì chúng ta có thể là chọn các cái ca sĩ, các cái diễn viên thần tượng hay là các cái sản phẩm của công ty. Từ những cái tấm hình này thì chúng ta có thể là chia sẻ, cái người dùng của chúng ta có thể là chia sẻ lên các cái mạng xã hội để lan truyền. Và đây cũng là một cái cách marketing tuyệt vời của các cái của chủ đầu tư chúng ta. Một cái phần tiếp theo mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ đó là chúng tôi gọi là gửi gắm ước mơ, chia sẻ cảm xúc.
tại cái không gian của nhà hàng quán ăn sang trọng, thì các cái lời chia sẻ của khách hàng của mình sẽ được nhắn tin hay là được đưa qua, được quét lên cái hệ thống, thì ngay lập tức những cái hình ảnh và những cái lời nhắn yêu thương đó sẽ được hiển thị ở trên các cái màn hình này ạ. Dạ vâng. Những cái lời gửi gắm yêu thương đó thì có thể là chúng ta có thể là áp dụng trong những cái buổi mà sinh nhật của khách hàng. Khi mà bước vào thì là cái bài hát Happy Birthday nổi lên, rồi là các cái khách mời tham dự đó thì có những cái lời chúc nào đó thì chúng ta cũng thể là chia sẻ ở trên đây. Thì cái màn hình mà chúng ta ứng dụng vào đây, chúng ta có thể sử dụng cái dạng màn hình chân đứng, màn hình dạng treo, hay là những cái màn hình LED, màn hình ghép. Thật ra là ở đây thì chúng tôi thấy rằng là cái hiệu ứng mà được mọi người yêu thích nhất đó là những cái màn hình lớn. Thì làm cho cái không gian của chúng ta trở nên rất là lung linh hoàn ảo và những cái bởi những cái lời chia sẻ yêu thương đó. Về cái ở đây chúng tôi có cái phần nữa gọi là tận dụng không gian, thì chúng tôi muốn tư vấn thêm cho các anh chị đó là chúng ta có thể tận dụng được cái trần nhà, sàn nhà và các cái vách tường sẽ là cái đối tượng mà dễ nhất để các anh chị có thể tận dụng không gian để bay bổng các cái ý tưởng thiết kế của mình. Bởi vì trần nhà chúng ta sẽ tận dụng cái ánh sáng của cái thiết bị công nghệ như là cái màn hình LED cong hay là màn hình ghép ạ, để tạo một cái hiệu ứng như là về thời tiết như là mây mưa, ánh nắng gì đó, và nó sẽ tác động lên cái giác quan của cái người mà được trải nghiệm trong đó. Rồi tường chúng ta sẽ áp dụng những cái bức vách đó để đây sẽ trở thành một cái nơi giao tiếp với người dùng, vì ở đó mang lại cho người dùng cảm giác là tương tác rất là gần gũi và như thể là chúng ta đang ở cùng một nơi vậy ạ. Và sàn đây cũng là một cái phương tiện mà chúng ta thể hướng dẫn và quảng cáo trong cửa hàng, chẳng hạn như chúng ta hướng dẫn khách hàng đến cái phòng thay đồ hoặc cái lối ra, hoặc là đến các loại quần áo phù hợp, hoặc là tới các cái chương trình ưu đãi. Thì nếu như trong một cái không gian mà nhỏ mà chúng ta có thể là tận dụng những cái thiết bị công nghệ tương tác này để chúng ta có thể làm cho cái phòng trải nghiệm, cho showroom của chúng ta thật là ấn tượng và rất là high tech ạ. Ở đây tôi sẽ chia sẻ một cái cây cụ thể mà chúng tôi đã làm. Dạ mời chị xem ạ. Dạ vâng, khi vào bước vào thì anh chị thấy nào? Dạ vâng, đó là một cái màn hình ghép lớn. Rồi chúng ta bước vào chúng ta sẽ thấy rằng cái màn hình ghép của chúng ta là có 9 tấm ạ. Dạ vâng. Rồi chúng ta bước vào một cái khu trải nghiệm. Khu trải nghiệm sản phẩm. Chúng ta chỉ việc nhấc sản phẩm lên thì ngay lập tức là cái thông tin của sản phẩm sẽ hiển thị ở trên cái màn hình này ạ. Đây là các cái màn hình quảng cáo, các màn hình cảm ứng. Ở đây là cái chủ đầu tư của chúng tôi là sẽ trưng bày các cái, ngoài trưng bày sản phẩm thì sẽ có các cái sản phẩm ở đây để tìm hiểu nhiều hơn nữa. Đây là khu vực trải nghiệm AR VR. Dạ vâng, các màn hình quảng cáo, các màn hình vinh danh các cái bạn bán hàng mà có những cái đột phá, chỉ cần là bấm cái mã vào cái màn hình cảm ứng nhỏ thì ngay lập tức các cái thông tin, các cái các cái thông tin rồi là các cái giải thưởng của bạn đó sẽ được hiển thị trên đây ạ. Dạ vâng, còn đây là cái phần mà nhận diện gương mặt là khách VIP ạ. Dạ vâng, chỉ cần bước vào là ngay lập tức là sẽ nhận diện và chào khách VIP ạ. Đây là cái holofan thành một cái giải rất là ấn tượng mà nổi trong không khí luôn ạ. Holofan rất là ấn tượng ạ. Dạ vâng, đây là cái phòng họp. Phòng họp này lên tới 600 chỗ ngồi. Chúng ta sẽ bước vào phòng tiếp theo, đó là cái phòng studio. Ở đây chúng ta có thể là cái khách hàng của tôi có thể là ghi hình, các bạn sale có thể là ghi hình ở đây, có thể live stream các cái sản phẩm ở đây và có cả khách mời nữa. Đây là cái khu vực mà sảnh ngồi ở đây ạ, đây không gian chia sẻ kinh doanh. Dạ vâng, để có, đây là cái phần là chúng ta có thể lấy thứ tự để nhận hàng. Dạ thưa các anh chị, để có được cái xây dựng được một cái phòng như thế này thì chúng tôi đó là cái sự kết hợp giữa các anh chị là các cái người thiết kế cộng với các cái thiết bị công nghệ để cho một cái phòng trải nghiệm showroom ở đây nó hoàn hảo nhất ạ.
Vâng, đó là cái cây thực tế. Đây là một cái cây thực tế mà chúng tôi đã làm. Còn về cái phần tiếp theo thì ở đây chúng tôi có một cái bản vẽ mặt bằng trống và dựa vào cái nhu cầu của khách hàng cũng như là các cái bản vẽ của chính các anh chị thì chúng tôi sẽ có những cái đề xuất về các cái sản phẩm về công nghệ. Đây là một cái sơ đồ mặt phẳng. Vâng, vâng, đây chính là cái bản vẽ, cái bản thiết kế của các chị ạ. Vậy mình làm sao để có thể là trải nghiệm được toàn bộ cái không gian rộng lớn này? Thì ở đây là chúng tôi đã có những cái đề xuất về các cái sản phẩm công nghệ như sau. Thì mời các chị theo dõi tiếp ạ. Thứ nhất, các cái sản phẩm mà chúng tôi đề xuất trong cái khu vực trải nghiệm này, chúng tôi sử dụng người ảo, chúng tôi sử dụng màn hình quảng cáo đứng, chúng tôi sử dụng robot về kiosk, về sàn tương tác, về sa màn số, về màn hình ghép, về các dạng màn hình cảm ứng công trạng, rồi màn hình ghế VR, về bàn cảm ứng, về màn hình LED, rồi chúng tôi đề xuất thêm về cái quạt holo 3D, về các cái game tương tác, về màn hình các dòng màn hình quảng cáo treo tường, các cái máy chiếu mapping, holo fan và khám phá AR. Thì cụ thể như nào thì mời các anh chị vào trong này ạ. Dạ vâng. Khi vừa bước ra khỏi thang máy thì là một cô gái xinh xắn và duyên dáng hay là một cái chàng trai lịch lãm cuốn hút đứng chào khách hàng và cung cấp các cái thông tin cho cái phòng trải nghiệm. Như vậy thì rất là ấn tượng đúng không ạ? Và vâng, cái cô người hướng dẫn viên ảo này là nói suốt luôn không nghỉ. Thì với cái thiết bị này thì chúng ta kết hợp vừa mockup và hệ thống máy chiếu và để chúng ta có thể là có cái mô hình của hướng dẫn viên ảo này. Màn hình quảng cáo chân đứng mở xua. Khi mà bước ra khỏi thang máy gặp cô hướng dẫn ảo thì cái hai cái màn hình này được chúng tôi tư vấn đặt tại cái tiền sảnh đón khách. Thì một cái lời chào welcome hay cái giới thiệu một cái dự án bắt đầu vào sự trải nghiệm. Và chúng tôi ở đây có thể là sử dụng luôn cái bản cái dòng mà bờ xua, chúng ta có thể để poster ở đây, để các bờ xua ở đây để mà khi mà chúng ta khách hàng ra về hoặc khi khách hàng cần họ có thể lấy các thông tin ở đây. Robot. Sau khi trải nghiệm được với người ảo thì khách hàng bước vào và làm quen với robot. Các bạn robot ở đây sẽ là chào khách và sẽ trả lời các cái câu hỏi hay là dẫn khách tới cái khu trải nghiệm. Và ở đây robot của chúng tôi có thể là trình chiếu được các cái dự án và hỏi đáp khách hàng. Đồng thời lúc ra về thì bạn robot của chúng tôi cũng sẽ là khảo sát các cái thông tin của khách hàng sau cái trải nghiệm ạ. Sàn tương tác ở đây cũng được chúng tôi tư vấn để đưa vào. Không chỉ là vui chơi mà sàn tương tác có thể biến thành một cái khu vực giải trí hay là thử tài phán đoán, các cái trò đố vui được lập trình linh hoạt. Và khi mà các cái khách hàng của tôi vào mà đi cùng với trẻ nhỏ ấy, thì đây chính là cái nơi mà trẻ em có thể là hình dung nơi mình sẽ sinh sống sau này như thế nào và sẽ tác động lên cha mẹ về các cái quyết định về mua hàng ạ. Sa bàn số. Bước vào cái khu vực tương tác thì tôi sẽ chia sẻ lại một xíu. Và đây là cái khu vực mà chúng tôi đang tư vấn cho bất động sản, thành ra là cái tư vấn của chúng tôi sẽ mang tính chất là về high tech, về công nghệ, nên là chúng tôi sẽ không dùng cái bàn sa bàn truyền thống nữa mà thay vào đó là chúng tôi dùng sa bàn số. Thì cái sa bàn này thì dựa trên các cái mô hình và kết hợp cùng với cái hệ thống trình chiếu 3D hiện đại mà mang đến cái sự trải nghiệm rất là khác biệt và hứng thú. Nếu như sa bàn truyền thống của chúng ta chỉ có mô hình tòa nhà, mô hình cây, mô hình về sân vườn chẳng hạn, rồi là về hồ bơi, nhưng với cái sa bàn số ở đây chúng tôi có thể là những không gian này là không gian giống như là chúng ta sẽ được trải nghiệm về sau này. Cây sẽ đung đưa, hồ bơi sẽ có người bơi, và trong các cái tòa nhà thì chúng ta có thể là bung cửa sổ ra để nhìn ngắm các cái xung quanh, các cái cảnh vật xung quanh. Và cái sa bàn số này hiện tại là đang là cái kỹ thuật và cái công nghệ rất là mới hiện tại ạ. Rồi chúng tôi có đề xuất thêm trên cái thông tin trên màn hình ghép lớn ạ. Kết hợp giữa cái bàn ghép và cái màn hình cảm ứng. Ở đây thì khách tham quan chỉ việc chọn cái dự án, xem cái dự án và bấm trên cái màn hình nhỏ này thì toàn bộ nội dung sẽ được show lên cái màn hình ghép lớn để khách tham quan có thể cùng xem ạ. Rồi trải nghiệm AR chúng tôi cũng tư vấn để đưa vào trong này ạ. Cái việc trải nghiệm ở đây chúng ta sẽ không còn khô cứng như cách truyền thống nữa, mà chúng ta sẽ đặt mình vào không gian ảo để bước chân vào các cái tòa nhà, các cái dự án, để chúng ta có thể đi vào từng thang, vào từng căn nhà, từng góc bếp.
thì chắc chắn rằng là cái việc mà chủ đầu tư của chúng tôi đầu tư cái thiết bị này, các cái công nghệ này là cái góp phần cái việc làm cho cái việc chốt đơn đó, nó trở nên là gọi là nhanh nhất ạ, đúng không ạ? Tại vì là khách tham quan không những nhìn những cái không những được nếu như mà trong các cái gian nhà mẫu gì đó thì mọi người chỉ vào nhìn thấy thôi ạ. Nhưng mà khi mà tham quan trải nghiệm thực tế này thì có thể là đi được nhiều hơn nữa, và thậm chí là sẽ gặp gỡ các cái lãnh đạo của cái tòa nhà, của cái khu vực đó để tương tác với họ, có thể nói chuyện với họ, có thể hỏi đáp ạ. Dạ vâng, đó là cái phần là tương tác bằng thực tế ảo, bằng kính VR. Chúng tôi đề xuất thêm là đó là cái bàn cảm ứng. Ở đây chúng ta có thể ngồi tiếp khách, có thể chốt đơn, có thể ký hợp đồng bằng các cái bàn cảm ứng này. Và bàn cảm ứng này chúng tôi có đề xuất nó hơi đặc biệt hơn chút xíu nữa, đó là bàn cảm ứng có vật thể. Chúng ta có thể đặt cái mô hình ở đây, thì chúng ta đặt một cái mô hình lên trên cái bàn này, thì ngay lập tức rằng là các cái sản phẩm hay là các cái tiện ích xung quanh chúng ta sẽ bấm chọn, và chúng ta có thể xem được cái thông tin ở trên đây nữa. Những cái gì mà khách hàng không hiểu, không rõ thì chúng ta tại cái bàn, tại cái khu vực tiếp khách này, chúng ta có thể là giải thích rõ ràng hơn, đầy đủ hơn, và cái thông tin sẽ rất là đầy đủ và tạo một cái cảm giác rất là hứng thú ạ. Chúng tôi luôn luôn dành một cái góc nhỏ cho cái phòng trải nghiệm, cho các cái showroom của khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi gọi là văn hóa doanh nghiệp, niềm tự hào đầy kiêu hãnh. Khi trải qua một cái quá trình hình thành và phát triển với biết bao nhiêu bước ngoặt quan trọng, những cống hiến, những cái mốc thời gian làm nên cái dấu ấn, và cùng với sự lãnh đạo tài ba của mỗi nhà lãnh đạo theo từng giai đoạn, thì sẽ là cái niềm tự hào đối với cả để chúng ta có thể giới thiệu với khách quý ạ. Dạ vâng, sử dụng cái màn hình ghép cùng với cảm ứng không chạm thì người xem chỉ việc là vuốt tay lên là có thể xem từng cột mốc, từng giai đoạn mà cả doanh nghiệp của chúng ta có được đến cái ngày nay và phát triển như ngày nay, và có thể là cung cấp cho chúng ta những cái sản phẩm để chúng ta trải nghiệm ở đây. Thì đây là một cái phần mà chúng tôi rất là tâm đắc để giới thiệu tới các anh chị. Dạp chiếu phim 3D. Trong một cái không gian rộng lớn đó thì khi mà sau khi tham quan và trải nghiệm, khách hàng có thể là ngồi lại đây xem lại các cái dự án, và ở đây chúng tôi sẽ không phải là một cái rạp chiếu phim truyền thống như bây giờ, và ở đây gọi là rạp chiếu phim 3D mapping. Nó không phải là những cái máy chiếu hay cái màn chiếu, mà ở đây là những cái máy chiếu rất là đặc biệt, và người xem có thể tận mắt được, xem được cái tầm cỡ phát triển của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể khẳng định được và cái thương hiệu cho khách hàng. Và các cái dự án ở đây được diễn ra rất là sống động và thu hút được cái người xem bởi những cái hệ thống trình chiếu rất là đặc biệt ở đây ạ. Rồi hộp Holo 3D cũng được chúng tôi đưa vào là cái điểm nối tiếp giữa trong các khu trải nghiệm, và cái logo thương hiệu, các hình ảnh 3D của mỗi khu vực sẽ được hiển thị ấn tượng ở đây và tạo lên cái sự ghi nhớ trong cái khách tham quan ạ. Khu vực thu hút đầu tư, chúng tôi ở đây sẽ sử dụng về một loạt các cái quạt 3D để ghép lại với nhau, tạo lên một cái hình ảnh thể hiện hút mắt người xem, mà tạo nên một cái hiệu ứng rất là ăn sâu trong cái tâm trí của người khách hàng. Với cái hoạt động hệ thống Holo 3D này hiển thị logo, hình ảnh, video, các cái thông tin cũng như là các cái lĩnh vực mà chúng ta có thể mời gọi đầu tư để thể hiện cái sự kết nối, sức mạnh, hợp tác giữa các bên để tạo nên một cái thành công lớn. Hệ thống màn hình cột cũng được chúng tôi tư vấn và đặt tại đây. Khi đặt màn hình này thì không gian của chúng ta giống như là sáng bừng lên, chúng ta sẽ không còn những cái góc chết nữa, và cái cột của chúng ta sẽ trở nên cảm thấy là thú vị hơn bởi các cái thông tin, các cái thông điệp từ doanh nghiệp, từ khách hàng. Rồi chúng tôi sẽ có các cái dòng màn hình tốt ở đây được lắp đặt xen kẽ để khách hàng có thể là giải trí bằng cách là có thể chơi những cái mini game nhỏ gợi nhớ đến các cái hoạt động của doanh nghiệp. Rồi trẻ em ở đây có thể vẽ lên những cái ngôi nhà tương lai của mình, rồi tìm hiểu về các cái môi trường xung quanh. Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn thêm về cái màn hình của sân khấu, các cái màn hình cảm ứng, tại vì tận dụng cái không gian rộng ở cái khu vực này thì một cái sân khấu mini sẽ được dựng lên để dành cho các cái buổi ra mắt dự án. Các màn hình LED kích thước lớn không giới hạn sẽ được lắp đặt tại đây, đồng thời là một loạt các cái màn hình cảm ứng chúng tôi sẽ được sắp xếp để cạnh cái lễ ra mắt để khách hàng có thể tìm hiểu thêm về dự án. Đó là các cái sản phẩm về tương tác mà chúng tôi đã thực hiện và tư vấn khách hàng của mình trên một cái cây thực tế này. Thì cái phần
Tiếp theo mà chúng tôi cũng tư vấn cho khách mình đó là về khám phá AI, đó là thêm một cái trải nghiệm với chính cái màn hình điện thoại của khách hàng của chúng tôi. Thì chỉ cần quét cái video đang chiếu trên cái nội dung quảng cáo, đang chiếu trên các cái hình cột ấy ạ, thì ngay lập tức là các cái ứng dụng và các cái trải nghiệm của chúng ta sẽ được bước ra từ thế giới ảo, bước ra đời thực để để các cái khách mà tham quan có thể là trải nghiệm, có thể là tương tác ngay tại trên các cái khu vực trải nghiệm này. Và cái khám phá AR đây cũng đã kết thúc lại cái phần mà tôi có chia sẻ về các cái công nghệ 4.0. Ngoài ra chúng tôi có chụp hình và chúng tôi sẽ dành cái phần còn lại cho về hỏi đáp. Thì trước khi vào cái phần hỏi đáp này thì chúng tôi có một cái câu hỏi khảo sát nhỏ, cũng rất là muốn các anh chị có thể dành cho chúng tôi một chút thời gian để có thể là trả lời cái phần khảo sát này được không ạ? Dạ vâng, xin mời cái câu hỏi khảo sát ạ. Dạ vâng, cái câu hỏi sát khảo sát của chúng tôi như sau. Thưa các anh chị, thì cái buổi hội thảo này thì theo các anh chị có ích với doanh nghiệp các anh chị không ạ? Và theo các anh chị thì cái sản phẩm nào theo các anh chị có thể là dùng trong thiết kế showroom phòng trải nghiệm để mang tới cái trải nghiệm mà tốt nhất cho khách hàng của mình? Các anh chị có thể chọn màn hình TV, về màn hình LED, màn hình ghép video world, màn hình quảng cáo chuyên dụng hay là các cái sản phẩm công nghệ tương tác mới như là AR, VR. Quay trở lại cái phần câu này một chút xíu về tại sao chúng tôi có cái câu TV. Thưa các anh chị là những cái khách hàng trước đó của chúng tôi khi mà chưa tiếp cận được với cái sản phẩm về công nghệ thì hiện tại họ đã dùng TV. Thì TV, từ TV chúng ta sẽ chuyển tới các cái sản phẩm về công nghệ để chúng ta có cái độ hiển thị tốt hơn, hình ảnh đẹp hơn. Chúng ta có thể là điều khiển nội dung cho nó thay vì chúng ta phải bấm tắt mở chút hàng ngày rồi là sử dụng USB, đúng không ạ? Dạ vâng, thì chúng tôi sẽ dành cho các anh chị là 10 giây. Thì rất là mong các chị sẽ có cái câu hỏi khảo sát này cho chúng tôi ạ. Dạ vâng, xin mời các anh chị ạ. Dạ vâng, rất cảm ơn các cái phần khảo sát của anh chị. Thì đến cái phần tiếp theo là cái phần hỏi đáp. Thì xin mời nhường lại cho bạn MC ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Minh rất là nhiều bởi những cái chia sẻ rất là chân thành và rất là tâm huyết của chị. Thì kính thưa các anh chị, xin phép thông báo với các anh chị là buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay đang được record lại. Vậy nên là những anh chị nào có nhu cầu muốn tìm hiểu sâu hơn về những cái sản phẩm mà chúng tôi đưa ra thì xin mời các anh chị có thể để lại thông tin như là email ở trong phần bình luận, thì chúng tôi sẽ gửi cái phần video record này lại cho các anh chị để có thể tìm hiểu về các sản phẩm nhiều hơn. Và xin phép nhắc lại với các anh chị một lần nữa, nếu như các anh chị nào có bất kỳ một câu hỏi nào và vấn đề nào muốn được chia sẻ, muốn được giải đáp, muốn được giải thích thì các anh chị có thể nhắn tin trực tiếp vào phần Q&A hoặc là click vào phần giơ tay, phần raise hand thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả mọi câu hỏi của các anh chị. Và kính thưa các anh chị, có rất là nhiều những cái sản phẩm để chúng ta có thể biến một cái showroom của mình trở thành một showroom công nghệ, một cái showroom 4.0. Và làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được những cái sản phẩm đó làm sao cho thích hợp nhất? Thì rất mong các anh chị có những câu hỏi nào chưa hiểu chỗ nào thì chúng ta hãy click. Và tôi thấy nhận lấy một giơ tay từ anh Khánh, anh Hữu Khánh ạ. Dạ vâng, thì xin mời mở mic cho anh Khánh để anh Khánh có thể đặt câu hỏi cho chúng ta được không ạ? Con xin mời đội kỹ thuật mở mic cho anh Khánh được không ạ? Alo, anh Khánh ơi. Dạ, anh Khánh có nghe rõ tôi nói không ạ? Nghe rồi ạ. Dạ vâng, vâng. Xin mời anh đặt câu hỏi ạ. Cảm ơn sự trình bày chia sẻ của chị Hồng Minh. Tôi quan tâm đến giải pháp phân tích đo lường hành vi người tiêu dùng, nên tôi có một thắc mắc như thế là đối với showroom cũ đã có camera từ trước thì có sử dụng lại được không hay là phải đắp lại hoàn toàn mới? Tôi xin hết. Vâng, xin cảm ơn anh Khánh rất là nhiều.
Và riêng một câu hỏi này thì nó liên quan tới phần kỹ thuật, nên là tôi xin phép sẽ nhờ anh Huy, giám đốc kỹ thuật của công ty Tùng Việt sẽ giải đáp cái thắc mắc này của anh Khánh nhé. Được, xin cảm ơn bạn Cường, xin cảm ơn câu hỏi từ phía anh Khánh. Thì với giải pháp của Tùng Việt về phân tích đo lường hành vi của người tiêu dùng thì giải pháp của chúng tôi có thể tích hợp với hơn 5.000 camera hiện có trên thị trường. Do vậy, việc sử dụng lại những hệ thống camera có sẵn ở tại showroom hay là phòng trải nghiệm của bên mình thì rất là dễ dàng. Nhưng mà để nó rõ ràng hơn thì chúng tôi cũng cần biết được là những cái camera bên mình đang được bố trí ở vị trí như thế nào, chủng loại ra sao, để có thể để tư vấn rõ hơn với anh với từng dòng camera thì nó tích hợp được với cái chức năng phân tích như thế nào. Thì để cụ thể hơn ấy, để trao đổi được rõ hơn thì chắc phiền anh Khánh là có thể nhắn lại cái email của anh lên trên phần chat hoặc phần Q&A, để sau cái buổi hội thảo này thì các bạn kinh doanh bên công ty chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh để trao đổi được rõ hơn. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của anh Huy. Thì thưa anh Khánh, đó là một câu trả lời có lẽ là anh cũng đã cảm thấy hài lòng rồi. Nếu như anh có bất kỳ yêu cầu gì thêm thì anh cứ để lại email thì chúng tôi sẽ có những câu trả lời thích hợp cho anh theo với từng trường hợp cụ thể. Tiếp theo thì có anh chị nào có đặt câu hỏi không ạ? Tôi thấy một chị Ngọc Trân ạ. Chị Ngọc Trân có giơ tay để đặt câu hỏi. Vâng, xin mời chị Ngọc Trân ạ. Xin chào anh chị. Thì tôi cũng có một câu hỏi như sau, đó là lúc nãy giờ thì tôi cũng nghe rất là nhiều các sản phẩm cũng như các giải pháp dành cho showroom, nhưng mà đối tượng khách hàng của tôi thường là showroom vừa và nhỏ. Vậy thì có thể cho tôi một số giải pháp cụ thể cũng như là sản phẩm cụ thể để dành cho cái nhóm showroom vừa và nhỏ được không ạ? Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị Trân rất là nhiều, một câu hỏi khá là hay. Và câu hỏi này thì có thể nhờ chị Hồng Minh, giám đốc kinh doanh của chúng ta có thể giải đáp được thắc mắc này cho chị Trân không ạ? Dạ vâng, cảm ơn bạn Trân. Thì đối với cái showroom vừa và nhỏ thì nên sử dụng cái giải pháp nào, thì ở đây thì chúng tôi cũng không rõ là bạn thường làm cho khách hàng, thiết kế khách hàng ở những cái showroom về thể loại như thế nào. Thì ở đây thì tôi có một vài các cái gợi ý dành cho bạn. Thì các bạn, bạn có thể là sử dụng các cái màn hình hiển thị như là màn hình quảng cáo treo tường, dạng chân đứng. Bạn có thể là sử dụng cái dòng màn hình gương để tăng lên cái độ rộng của khách hàng. Và có thể là thử đồ đối với cái cửa hàng mà bạn tư vấn, đó là thời trang. Đối với cái showroom mà của khách chủ đầu tư của bạn mà đông khách, thì tôi nghĩ rằng là robot sẽ là lợi thế để giảm tải cái công việc của một bạn lễ tân hay là cái nhân viên tư vấn để trả lời thắc mắc. Và bạn cũng có thể nên trang bị thêm cái màn hình cảm ứng nhỏ vừa phải để khách hàng có thể tìm hiểu thêm nhiều hơn về sản phẩm, có thể tương tác ở đây. Và cái quạt 3D hay là hộp holo trong suốt thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái gợi ý cho cái showroom vừa và nhỏ. Và nếu như mà chi phí cho phép thì chúng ta có thể lắp thêm cái thiết bị công nghệ trên trần nhà, thì vừa tiết kiệm chi phí và cũng là tặng cái hiệu ứng tốt. Như mà tôi vừa có chia sẻ là trần nhà, tường và sàn, đó là ba cái nơi mà chúng ta có thể là tận dụng để chúng ta đưa các cái sản phẩm công nghệ vào để làm cho cái việc phòng trải nghiệm của chúng ta nó trở nên là hoàn hảo và lung linh hơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn cái câu hỏi vừa của bạn. Dạ, xin nhường lời cho bạn MC ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của chị Hồng Minh rất là nhiều. Thì thưa chị Trân, thì có rất là nhiều những sản phẩm để có thể áp dụng cho cái showroom của mình. Thế nên là với mỗi loại thì chúng ta có những cái cách để sử dụng khác nhau. Và tiếp theo thì tôi xin đọc một câu hỏi ở trong phần Q&A của một anh, có thể là anh Việt Trần. Anh chị có thể cho tôi biết kích thước tiêu chuẩn của từng loại được không ạ? Để tôi chủ động mà sắp xếp vào thiết kế của tôi. Vâng, về cái kích thước tiêu chuẩn này thì xin phép được mời anh Huy là giám đốc kỹ thuật để có thể chia sẻ rõ hơn về cái kích thước của từng loại sản phẩm. Xin mời anh ạ. Để xin cảm ơn Cường. Thì để trả lời câu hỏi cho chắc anh Việt thì mình có chia sẻ như sau. Thì đối với các cái dòng sản phẩm của bên mình vừa chia sẻ thì kích thước rất là đa dạng.
phù hợp với từng kích thước, từng phù hợp với từng vị trí lắp đặt, từng nhu cầu khác nhau, nhưng mà có thể kể ra như sau. Ví dụ như màn hình quảng cáo chân đứng thì có kích thước từ 32 tới 75 inch, quảng cáo treo tường thì từ 7 inch tới 98 inch, dòng màn hình cảm ứng thì từ 7 inch tới 98 inch, LED hay video thì nó không giới hạn bởi kích thước, có thể lắp đặt cong, lắp đặt thẳng hay là lắp đặt bất quy tắc như là lắp đặt nghệ thuật giống như chị Minh vừa chia sẻ trong bài vừa rồi. Rồi quạt holo 3D hay là hộp giới thiệu, dòng holo 3D và hộp giới thiệu sản phẩm thì từ 21.5 inch trở lên. Và dòng quạt 3D thì nó kích thước phổ biến ở đây đường kính là 42cm trở lên, lên tới 100 inch, lên tới 100cm. Thì để có được cái kích thước chi tiết hơn, cụ thể hơn thì cũng nhờ anh Việt thì để lại email. Sau buổi hội thảo hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới anh cái bản kích thước chi tiết để anh có thể chủ động trong việc sắp xếp vào những bản thiết kế của mình về sau. Rồi xin mời bạn Cường. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của anh Huy. Thì không biết anh Việt có nghe không ạ? Thì sản phẩm của công ty chúng tôi đã đa dạng về chủng loại, lại còn đa dạng về kích thước, tức là anh có rất rất là nhiều những cái option để có thể lựa chọn. Và tôi vừa đọc được một câu hỏi rất là hay, một câu hỏi cực kỳ thực tế ở trong phần Q&A. Một anh tên là Đăng có một câu hỏi thế này. Thì anh ấy muốn biết thì để có một showroom công nghệ như thế này thì chi phí cần bao nhiêu tiền? Rất là thực tế đúng không ạ? Và những câu như thế này thì xin mời chị Minh, giám đốc kinh doanh, sẽ trả lời câu hỏi này cho anh Đăng ạ. Xin chào bạn Đăng. Thật sự ra là một câu hỏi cũng rất là hay và cũng rất là bất ngờ. Thật ra là để xây dựng một cái showroom công nghệ thì biết cái chi phí là bao nhiêu? Thật ra là cái câu hỏi này khá là chung chung. Thành ra là nếu mà được á, thì bạn Đăng có thể để lại cái thông tin của bạn, thì chúng tôi có thể là chia sẻ với bạn rõ hơn dựa vào cái showroom mà bạn sẽ thiết kế như thế nào, lớn hay nhỏ, rồi chi phí chúng ta dự kiến là khoảng bao nhiêu, thì từ đó thì chúng tôi mới thể là tư vấn được ạ. Tại vì toàn bộ các cái sản phẩm vừa nãy mà tôi có chia sẻ thì đó là các sản phẩm về công nghệ, thì không biết là bạn đã chọn được cái sản phẩm nào cho mình không ạ? Thì chọn được cái sản phẩm nào và dự kiến cái sản phẩm nào thì từ đó thì chúng tôi mới có được cái chi phí cho bạn. Thì rất là mong bạn cũng sẽ để lại email hoặc là số điện thoại để lại, thì tôi sẽ có một cái buổi trao đổi trực tiếp với bạn, thực tế với bạn về cái chi phí mà bạn đang hỏi ạ. Dạ vâng, cảm ơn bạn. Xin mời bạn Cường ạ. Vâng, rất cảm ơn câu trả lời của chị Minh. Thì anh Đăng ạ, nó liên quan tới những cái trường hợp thực tế anh lựa chọn những sản phẩm nào, anh sử dụng với một cái showroom của anh với diện tích bao nhiêu, chứ còn để tiền thì bao nhiêu cũng là không đủ được. Rồi chúng ta chờ một chút xem thử có bất kỳ những anh chị nào có câu hỏi thêm để chúng ta cùng chia sẻ, cùng giải đáp với nhau để có thể xây dựng một cái showroom trong thời kỳ 4.0, một cái showroom công nghệ mang tới xu hướng để trải nghiệm khách hàng là trên hết. Và xin mời tất cả các anh chị chúng ta đặt câu hỏi để chúng tôi có thể giải đáp những thắc mắc cho anh chị ạ. Hiện tại thì chúng tôi thấy khách mời chúng ta có rất là nhiều, thì tôi sẽ chọn random một khách mời trong đây để anh ấy có thể chia sẻ về cái trải nghiệm của anh ấy sau khi nghe những cái lời chia sẻ, những cái định hướng để chúng ta có thể tạo nên một cái phòng thiết kế showroom. Thì không biết là bây giờ chọn random đi, tôi thì thích màu đỏ, vậy nên tôi sẽ chọn một anh nào đấy, một chị nào đấy có cái avatar màu đỏ. Ok, anh ấy tên khá đẹp, tôi thích cái tên này. Và xin mời, chắc là anh Phan Ánh, không biết là xin mời anh hoặc là chị Phan Anh hoặc là Phan Ánh gì đấy được không ạ? Anh hoặc chị có thể chia sẻ với chúng tôi biết về cái cảm nhận của anh chị, hoặc là những cái câu hỏi của anh chị có thể đặt ra để chúng tôi có thể
giải đáp thắc mắc cho anh chị ạ. À, dạ vâng ạ. Nghe rõ bên nói mà. Dạ vâng, em có nghe, anh cứ chia sẻ đi ạ. Dạ, anh là Phan Anh đúng không ạ? À, mình là Phan Anh ạ. Dạ vâng, xin chào anh Phan Anh. Thì anh hãy chia sẻ một chút về cái buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Anh cảm thấy như thế nào? Anh thấy có ích cho mình hay không? Hoặc là anh có những cái sản phẩm nào yêu thích? Hoặc là anh cần có những cái thắc mắc nào yêu cầu chúng tôi giải đáp thắc mắc thì chúng tôi sẽ sẵn lòng để giải đáp cho anh ạ. À, hôm nay mình xem một cái buổi giới thiệu thì cũng được học hỏi rất là nhiều, cũng có rất là nhiều cái sản phẩm mà mình thấy là mình có thể ứng dụng để mình triển khai cái showroom của mình sắp tới. Thì mình thì rất quan tâm tới một số cái màn hình quảng cáo với lại một số cái phòng cái IA rất là hay. Thì chắc là sau sẽ nhờ bên chủ công ty mình tư vấn thêm để mình đưa một số cái giải pháp cho công ty của mình đó. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh rất là nhiều. Thì chúng tôi luôn luôn mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm mới nhất và những cái công nghệ đặc biệt nhất vừa mới xuất hiện ở trên thế giới. Và ví dụ như những cái AI của anh vừa mới nói tới thì nó đã dần dần đang trở thành một cái xu hướng dần phổ biến và đặc biệt được rất nhiều mọi người trên thế giới yêu thích ạ. À, cảm ơn anh Phan Anh. Thì không biết có anh nào có bất kỳ câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì tôi xin phép dừng buổi chia sẻ tại đây. Và nếu như anh chị, nhắc lại một lần nữa, nếu như anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn về những sản phẩm của công ty Tùng Việt chúng tôi thì các anh chị có thể để lại thông tin email hoặc số điện thoại, chúng tôi sẽ gửi bản record của buổi chia sẻ ngày hôm nay đến cho các anh chị để tìm hiểu về các sản phẩm nhiều hơn. Rồi ạ, tôi cũng đã nhận được một vài thông báo để gửi bản record. Vâng, rất cảm ơn các anh chị đã đến với buổi chia sẻ chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong buổi chia sẻ này đã mang đến một số những thứ có ích với các anh chị, cho doanh nghiệp, cho showroom, cho kiến thức của bản thân mình. Và rất mong thì sẽ gặp lại các anh chị ở những lần chia sẻ sau. Và chúc các anh chị sức khỏe, thành công và luôn luôn thịnh vượng. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các anh chị.